Những di chứng, biến chứng của COVID-19 đã được đánh giá là đáng lo ngại hơn cả những triệu chứng cơ bản của F0 đang chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho biết, trước nhập viện 2 ngày, trẻ đã liên tục sốt 39 đến 40 độ C, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả. Trẻ than đau bụng quanh rốn, lan xuống hố trậu phải, buồn nói, ói 4 đến 5 lần, ra thức ăn dịch trong không nhảy máu, tiêu phân vàng lỏng 5 đến 6 lần một ngày. Lúc nhập viện, trẻ lưu đừ, nhịp tim nhanh 160 lần một phút, mạch nhẹ, huyết áp kẹp, thở nhanh, bụng trứng nhẹ, ấn đau hố trợ phải, sư âm thấy ruột thừa viêm sung huyết. Hai mắt trẻ đỏ nhẹ, có hồng da ở tay chân. Test nhanh COVID-19 trẻ âm tính, tuy nhiên xét nghiệm định lượng kháng thể nCoV trong máu dương tính. Trong khi đó, trẻ chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Các bác sĩ xác định trẻ từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh xét nghiệm máu thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan COVID-19, nguy cơ có thể sốc. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch sớm, truyền corticoid liều cao, chống đông, kháng sinh phổ rộng, đồng thời hỗ trợ hô hấp. Ngoài ra, các bác sĩ chụp CT ổ bụng, loại trừ viêm ruột thừa cấp, do đó tránh cho trẻ cuộc mổ không cần thiết. Bệnh nhi cũng được điều trị hỗ trợ điều chỉnh rối loạn điện giải, kiểm toan, đường huyết, hạ sốt, dinh dưỡng. Sau một tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, hết sốt, hết đau bụng, máy huyết áp ổn định, không cần thở oxy, tự ăn uống tốt. Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có biểu hiện giống tình trạng viêm ruột thừa cấp, nếu không được chẩn đoán chính xác, dễ đưa ra đến xử trí mổ không cần thiết. Hội chứng viêm đa hệ thống có thể gặp ở trẻ sau 2 đến 6 tuần khỏi COVID-19. Lúc này trẻ có thể bị sốt cao, đau bụng tiêu chảy, đỏ da, lưỡi đỏ, các ngón tay chân sưng nhẹ, hồng ban, tim đập nhanh, mạch vành có thể giãn. Đây là hội chứng đặc trưng chỉ có thể ở trẻ em, chưa ghi nhận ở người lớn. Hội chứng này được Bộ Y tế ghi nhận là một trong năm biến chứng COVID-19 nặng ở trẻ em.